Chào mừng các bác quay trở lại với kênh video của ProSound Việt Nam. Hôm nay em xin gửi đến các bác một cái nội dung video rất là thú vị về củ loa. Trước mắt các bác đây là hai cái củ loa nằm trong hai chiếc subwoofer rất là nổi tiếng, rất là đắt tiền, thuộc top 5 những thương hiệu lớn nhất trên thế giới. Bên tay trái là củ loa nằm trong model loa Adamson Point 215. Bên phải là củ loa nằm trong model loa Nexo RS15. Cả hai sản phẩm đều là loa subwoofer Bass 40 kép có giá niêm yết là trên 100 triệu một quả. Thì hôm nay em muốn làm cái video này để các bác đánh giá giúp em, các bác nhận xét giúp em xem là cái củ loa nào nó bền, củ loa nào hay và củ loa nào là chất lượng. Thì em mời các bác cùng đi tìm hiểu chi tiết nha. Đầu tiên thì em muốn gửi đến các bác cái thông tin chung về hai cái củ loa này. Đây là củ loa tới từ Nexo, được chế tạo bởi BNC với cái công nghệ màng loa được làm bằng sợi thủy tinh tổng hợp. Đây là màng loa của Adamson với cái công nghệ màng loa được làm bằng sợi Kevlar chống đạn. Tất cả hai củ loa thì đều sử dụng cái công nghệ từ neo tiên tiến nhất bây giờ. Về cái thông tin về cuộn voi coi thì Adamson là cuộn voi coi 4 inch, còn Nexo là cuộn voi coi là 3 inch. Đó là sự khác nhau. 4 inch thì nó sẽ chịu tải tốt hơn là 3 inch như thế này. Rồi bây giờ sẽ đi đến các cái chi tiết để các bác cùng xem và các bác cùng so sánh nha. Đầu tiên là về cái chiều cao. Chiều cao ở đây các bác sẽ nhìn thấy là Nexo cao hơn. Chiều cao từ cuộn voi coi xuống đến đáy nam châm thì Nexo cũng cao hơn khoảng một chút thôi, không nhiều đâu các bác ạ. Đấy, chẳng qua là cái phần này này, cái phần từ cái cuộn coi này lên đến cái đỉnh của cái củ loa này thì nó cao hơn, chứ còn về cái cuộn voi coi thì các bác nhìn nó cũng chỉ hơn nhau không quá nhiều đâu. Tiếp theo là về phần xương loa. Xương loa của Adamson này là làm bằng gang, còn cái xương loa này của Nexo là làm bằng nhôm. Tiếp theo là cái phần khung loa. Các bác nhìn khung loa, cái chỗ bắt ốc của Adamson nó rất là dày, rất là cao. Khu vực bắt ốc của BNC tới từ Nexo thì nó mỏng hơn. Nó mỏng như này nhưng mà cũng rất khó để các bác bắt để nó bị vỡ được cái khung loa này ra. Rồi tiếp theo là đến cái phần khi mà em ấn xuống cái màng loa này, các bác nhìn này, cái độ đàn hồi của cái loa Nexo. Và đây là cái độ đàn hồi của loa Adamson. Cái mạng nhện của Nexo, độ đàn hồi nó, các bác nhìn đấy, độ đàn hồi, đây là độ đàn hồi của loa Adamson này. Khi mà ấn xuống, dĩ nhiên là các cái sản phẩm này vẫn đang hoạt động bình thường thì nó không thể cạo côn được. Tiếp theo là đến cái độ dày của màng loa, thì độ dày của loa Nexo nó khoảng tầm 1.2 ly. Độ dày này khoảng 1.2 ly. Tại vì ở đây các bác nhìn này, các cái khu vực lồi lõm của màng loa nó sẽ có. Thì khu vực dày nhất nó khoảng tầm 1.2 ly, khu vực bình thường trung bình thì nó khoảng 1 ly. Đấy là về cái độ dày của màng loa nha. Màng loa tương đối là cứng. Tiếp theo là đến Adamson, độ dày màng loa của Adamson nó khoảng 1 ly. Đấy, nó rất là cứng. Từ cái phần nón loa này, nó được dán bằng một cái lớp keo cực kỳ là đặc biệt nên nó cực kỳ là cứng. Ở đây các bác sẽ nhìn thấy này, cái này, này em ấn vào nó sẽ có để lại cái vết lõm này. Đấy, nón loa. Nhưng ngược lại của Adamson thì có ấn thoải mái, cứng hơn rất là nhiều. Đó, thì đó là về các cái thông tin em muốn gửi đến các bác. Em mong là các bác đánh giá, các bác nhận xét xem là hai cái loa này, cái loa nào bền hơn, cái loa nào chất lượng hơn.